Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khắc phục cái lỗi mà mặc dù cái video hay cái clip này do chính tay mình quay nhưng vẫn bị khi đăng lên YouTube vẫn bị đề xuất là vi phạm bản quyền. Đấy. Thì đúng ra là mình dùng cái quay lại màn hình ở trên máy tính nhưng mà cái máy tính của mình nó lại chưa có mic nên là mình chơi kiểu thủ công này luôn. Nhưng mà cứ miễn làm sao là các bạn hiểu là được, đúng không? Đây, ví dụ như là nếu mà các bạn máy các bạn có mic thì các bạn ấn tổ hợp phím Windows G. Đấy, Windows G trên màn hình. Là nó sẽ ra một cái phần mà để ghi lại cái màn hình của các bạn. Nhưng mà hôm nay cái máy của mình không có mic nên là mình chơi thủ công luôn. Mình dùng điện thoại để quay lại để hướng dẫn cho các bạn. Đây, ví dụ như là mình vào Chrome nhé. Mình tìm cái YouTube Studio. Đấy, ấn nháy vào cái YouTube này. Ví dụ như một cái clip mình vừa quay này là cái cách sửa lỗi không đề được ở xe máy. Xem các lựa chọn này. Cái này thì đấy mình vừa chỉnh sửa mất rồi. Nên là cái chế độ kiếm tiền của mình đã được bật. Cái này thì dễ thôi. Thực ra thì mình cũng vừa mới tìm hiểu được ở trên YouTube. Nhưng mà mình vừa chuyển chuyển cái clip này của mình sang chế độ kiếm tiền rồi. Thì khi mình quay cái clip này thì vô tình cái mình quay cái clip này. Chào anh em nhé. Đấy. Thì vô tình nhà hàng xóm người ta bật nhạc lên. Thế mình cũng không để ý thì bắt đầu là Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mình cho anh em một cái đấy kiểu mà mình bật quay cái clip này thì vô tình nhà hàng xóm người ta bật nhạc nên là mình đăng lên YouTube và báo cáo là vi phạm bản quyền. Thế mình lên mạng tìm hiểu thì cũng nhiều anh em hướng dẫn nên là mình đã làm được và cái clip của mình thì đã được bật kiếm tiền. Đấy, bình thường là cái chỗ này nó bị chữ vi phạm bản quyền và toàn bộ tiền thì quảng cáo vẫn quảng cáo nhưng mà toàn bộ tiền sẽ chuyển sang cái cho cái nhà sở hữu là sáng tạo ra bài nhạc. Để mình xem là cái mình xem trong cái nội dung của mình còn cái nào ấy để mình dễ hướng dẫn cho các bạn.
Thì thực ra là mình vừa tìm hiểu cái clip của mình ý. Mình vừa tìm hiểu của cái anh đây, cái anh Trần Tâm ấy, anh chuyên làm YouTube ở trên mạng. Thì là anh hướng dẫn rất chi tiết và mình làm phát là được bật kiếm tiền ngay. Đây mình cũng cách cây khắc phục. Đấy, đó chính là cái anh này này. Anh này mình cũng theo dõi, anh làm rất nhiều clip hay. Hello, xin chào tất cả các bạn. Trong video này, Tâm sẽ hướng dẫn các bạn cái cách xóa khiếu nại bản quyền khi video của các bạn vô tình chứng bản quyền âm nhạc. Đó, có rất là nhiều bạn thắc mắc là tại sao video do các bạn tạo ra, nhưng mà khi các bạn đăng lên YouTube lại bị khiếu nại bản quyền. Bởi vì nếu mà các bạn lấy nhạc lung tung, các bạn ghép vào video á, các bạn đăng lên thì chắc chắn sẽ bị dính khiếu nại bản quyền. Hay là bình thường các bạn đi quay phim một cái chỗ nào đó, khu vui chơi đi, cái chỗ đó người ta đang mở nhạc đi, các bạn đi tới đó các bạn nào. Mình quay lại cái clip này của anh ấy, tí nữa mình lại bị bản quyền và tí nữa mình sẽ tắt luôn tiếng của anh ấy luôn. Sau đó các bạn sẽ nhập ở trên thanh địa chỉ nè, các bạn sẽ ghi là studio.youtube.com, các bạn lưu ý ghi đúng y như vậy nha. Xong các bạn sẽ ok, sau đó nó sẽ ra cái trang tổng quan kênh của chúng ta nè. Bây giờ các bạn sẽ phóng to lên, các bạn sẽ nhấp bên cái phần video này. Đó, nó sẽ hiện ra những cái video có trong kênh của chúng ta. Hiện tại cái kênh này chỉ có 2 cái video thôi, vậy Tâm sẽ kéo qua bên đây. Đó, như các bạn cũng đã thấy ở đây hiện tại có một cái video bị khiếu nại bản quyền nè. Video dưới không có. Vậy Tâm sẽ nhấp vào cái video khiếu nại bản quyền này xem chi tiết nè. Xong chỉ cần thay nhạc cái là được mà. Hoặc là tắt tiếng đi. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy được cái đoạn nhạc chính bản quyền nè, nó nằm ở giữa nè. Đó, từ đoạn này tới đoạn này. Đây, bài hát của chính bản quyền là bài hát Tầm Khôn nè. Từ giây thứ 14 tới giây thứ 59 nè. Đây là cái video đi bộ để Tâm cố tình ghép một cái đoạn nhạc vào để cho nó chính bản quyền. Đó. Cái này chỉ là chính bản quyền thôi chứ nó không ảnh hưởng tới kênh nè. Các bạn thấy ở đây nó để là không ảnh hưởng tới kênh nè. Thì nếu như kênh của các bạn đã bật kiếm tiền rồi thì khi các bạn bị chính bản quyền thì tùy theo các bản quyền mà các bạn có thể kiếm tiền hoặc là các bạn không được kiếm tiền. Đó. Nếu các bạn kiếm tiền thì các bạn sẽ chia cái phần trăm cho chủ sở hữu cái bản nhạc đó. Còn trường hợp nếu như kênh các bạn chưa bật kiếm tiền mà các bạn bị chính bản quyền âm nhạc như thế này. Thôi mình tua qua cho nhấp vào ba gặp. Đấy. Các bạn có thể khắc phục bằng cách là các bạn cắt bỏ cái đoạn nhạc đó, hoặc là các bạn thay thế cái bài hát đó, hoặc là các bạn tắt tiếng luôn cái đoạn đó, là chúng ta sẽ không còn bị khiếu nại bản quyền. Bây giờ ví dụ Hết Tâm sẽ thay thế bằng cái bài hát khác. Thay thế bằng cái bài hát thì hát không ghi công. Nó cần chéo cái biểu tượng kiếm tiền nè. Đó, cho nên nếu muốn kiếm tiền chúng ta phải xóa bỏ cái bài này thôi. Các bạn sẽ kéo qua bên trái. Thì ở đây nó có rất là nhiều bài hát có sẵn nè. Các bạn chỉ việc chọn một cái bài nào đó các bạn muốn thay thế thôi. Các bạn sẽ nhấp vào chữ bộ lọc ở đây nè. Các bạn sẽ chọn nhạc là không cần ghi công nha. Chứ các bạn không đánh dấu vào đây, các bạn chọn bài nhạc nữa là nó bị khiếu nại bản quyền nữa đó. Các bạn sẽ bấm vào đây là nó sẽ hiển thị ra những bài hát mà chúng ta xài miễn phí, thoải mái, không sợ bản quyền. Bây giờ ví dụ Hết Tâm sẽ thêm bài này đi, bấm vào chữ thêm. Đó. Thì nó sẽ tự động thay thế cái đoạn nhạc bị bản quyền. Chúng ta không cần phải làm gì hết. Đó, chúng ta có thể nghe thử nè. Đó xong rồi là ok. Đấy, chỉ cần đợi một lúc là YouTube nó tự xử lý, hay là tự động nó bật kiếm tiền trả lại cho mình. Thì cái anh Thế Tâm này là anh cũng có rất nhiều cái chuyên nghiệp về YouTube, nên là mọi người có thể đăng ký kênh của anh ấy để tham khảo. Mình thì cũng kênh của mình ngày xưa cũng bị rất nhiều vấn đề, nhưng mà từ cái lỗi khắc phục vàng tiền các kiểu rồi mình
mình cũng lên đây mình lên cái kênh của anh ấy là xem là cũng đã xử lý được hết. YouTube Studio. Mình bật lại xem cái kênh của mình xem là nó đã được chưa nhé. À, cái ông này ông ấy cũng có nhiều cái clip cũng là rất hay này. Kênh của bạn này, đây là cái kênh của mình lập lên để nhằm mục đích là giới thiệu tới tất cả khách hàng là về cái sản phẩm lợn quay và chó quay của mình. Ta xem lại đi. Đấy, có quảng cáo rồi. Có quảng cáo là có tiền rồi. Đấy, cứ muốn được quảng cáo là lại có tiền, còn có bao nhiêu tiền để đích biết chứ. Rồi, chúc tất cả các bạn thành công nhá. Đây. Thì cái màu đỏ này nó sẽ là cái